Làm gì Marian? Làm chopstick ăn pasta. Trời ơi giỏi vậy đó hả? Ngon không? 4 tuổi rồi. 4 tuổi hả? Ừ. Thích không? Được. Ừ, giỏi bay. Còn sáng kìa. Ừ. Còn sáng. Ăn đi, ăn đi. Còn sáng kìa. Ừ. Chút xíu ngủ, chút xíu tới ngủ rồi. Rồi giờ nó hết sáng. Ừ. Ngon không? Dạ ngon. Dạ, ngon. Dạ. Dạ mày. Trời ơi giỏi quá. Giờ mình về nhà luôn. Sao? Muốn gì? Vậy nè, đó làm ở đây nè. Dạ, con đừng để đó. Vậy nè.